Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tin tức quân sự của chúng tôi. Sau đây là bản tin một vòng quanh nghĩa địa xe tăng của quân đội Mỹ. Sierra Army Depot là một kho lưu trữ của quân đội Mỹ nằm khu vực thung lũng của dãy núi Sierra Nevada. Nó có chức năng tương tự như nghĩa địa máy bay Davis Monthan. Căn cứ Sierra Army Depot được xây dựng vào năm 1942. Mục đích thiết kế ban đầu là một cơ sở lưu trữ đạn dược nằm sâu trong nội địa, đủ để tránh các cuộc tập kích có thể xảy ra của phát xít Nhật. Đây là khu vực có khí hậu khô và gần như bị cô lập hoàn toàn. Ảnh gây ấn tượng nhất tại SEAD là từng hàng dài xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams và xương sống của lực lượng tăng thiết giáp Hoa Kỳ. Ước tính có hơn 2.000 chiếc loại này đang được cất giữ tại đây. Nhiều xe tăng vẫn đang trong tình trạng kỹ thuật rất tốt do đặc thù của khí hậu nơi này, chúng sẽ được khôi phục và khả năng vận động trong thời gian rất ngắn để tung ra chiến trường hay bán lại cho một số quốc gia khác nếu được nhận yêu cầu. Phần lớn các xe tăng Abrams được đưa tới đây vào năm 2012 do quân đội Mỹ thông báo họ đã có đủ số lượng cần thiết lưu trữ trong sa mạc này vì sửa chữa để đưa vào biên chế đơn vị chiến đấu xuyên ngân sách, tiết kiệm tới hơn 3 tỷ USD. Không chỉ riêng xe tăng M1 Abrams, tại Sierra Army Depot còn có rất nhiều loại xe bọc thép khác. Trong ảnh là xe thiết giáp chở Huey M557, một phiên bản của M113. Số lượng rất lớn xe bọc thép đa dụng hàng nhẹ Humvee, đây là phương tiện thay thế những chiếc Jeep hiện thoại trong quân đội Mỹ. Các xe tải quân sự, xe bọc thép chống mìn chuyên dụng cũng được tập kết về đây sau thời gian chinh chiến khắp địa cầu. Chúng may mắn hơn so rất nhiều với những phương tiện nằm tại Afghanistan bị buộc phải phá bỏ do không có kinh phí vận chuyển về Mỹ. Xe đầu kéo hàng nặng Otis M1120 LHS được sử dụng làm khung gầm mang vác cho rất nhiều hệ thống vũ khí. Bên cạnh đội ngũ kỹ thuật, trách nhiệm đảm bảo an ninh cho căn cứ được giao cho đơn vị quân cảnh số 980 trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân trang Lục Hoa Kỳ. Bản tin đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.